Vâng, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bầm TV nhà em sẽ xin phép lên giới thiệu một số máy khoan pin. Nói chung là giá cả rất là hợp lý cho anh em thôi trong mùa Covid Covid như thế này. Thì chúc mắt các bác đây. Đây là những con máy khoan pin này, em sẽ giới thiệu từng con một cho anh em xem luôn nhá. Nói chung là có rất là nhiều mã nhưng mà em chỉ giới thiệu sơ qua một vài mã thôi anh em nhé. Một vài mã bán gọi là rất là chạy. Đây, đầu tiên này, đầu tiên sẽ là con Hitachi 12V, em bán rất là nhiều rồi. Con này chung mà không cần nói đến các bác cũng biết rồi. Con này đợt này có chương trình em sẽ tặng một bộ con sâu luôn anh em nhé. Để em chạy chương trình rất là mạnh với con này luôn. Tặng bộ con sâu 21 chi tiết, gồm những cái đầu khẩu nhỏ này, những cái mũi vít này, những cái bộ con sâu rất là nhỏ luôn này. Đấy, một bộ sẽ là một máy này, hai pin 3 cell, hai pin 12V nhá, một sạc và một hộp đựng luôn. Giá chiên tới tay anh em chỉ với giá 400 ngàn thôi. Thì con này là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc này, và rất là phù hợp với anh em. Thứ nhất là làm đồ điện tử, thứ hai đồ điện dân dụng, và thứ ba là các bác làm gọi là vẫn làm tại gia đình ấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, có 400 ngàn con máy, xài ngon cực kỳ luôn. Và hành anh em là 3 tháng trên toàn quốc các bác nhá. Đây, rất là nhiều mã máy luôn. Anh em mà có nhu cầu hoặc là ủng hộ bên em thì có thể là sẽ cho bên em xin một nút đăng ký kênh, hoặc là ấn chuông thông báo để khi em làm những video sale xả ấy, anh em có thể cập nhật được luôn nhá. Thì tiếp theo này, tiếp theo anh em lên cho em đây. Tiếp theo sẽ là con Makita P5 Cell. Ồ, con này em bán quá nhiều luôn. Bình thường thì có thể là tem là 72V này, có thể là tem là 36V. Thực chất đây là P5 Cell cho em. Và 5 Cell sẽ là 5 cục xe pin nhỏ đây này. Đấy là pin này. Và sẽ là 18 đến 21V nhá. Còn anh em không phải quan tâm là 72V. À 72V này nó khỏe hơn 36V không có đâu. Đấy, hàng chuẩn hàng Trung Quốc lại một cho anh em luôn này. Có hai cái mũi vít bên hai bên cạnh luôn. Con này con đầu kẹp 10 ly và con khoan 3 chức năng. Có chức năng khoan sắt khoan gỗ này, có chức năng bắn vít bằng tô này, khoan sắt khoan gỗ này, và có chức năng búa để anh em có thể khoan tường được luôn. Hai cấp tốc độ nhanh chậm này và có 25 cấp trượt. Thì con này nói chung là các bác làm gia đình cũng rất là ngon này. Rồi. Và các bác mà các bác đi làm gọi là làm thạch keo, bắn những cái gọi là những cái vít tôn nhá. Ok, thoải mái luôn cho em nhé. Con này thì có tặng đầy đủ cho anh em luôn bộ phụ kiện như trên hình. 21 chi tiết trong hình luôn. Và có cả một cái đeo nữa, cái đeo móc cái móc máy này, cái móc máy anh em nhé. Hai pin 5 cell này và một sạc đầy đủ luôn cho anh em. Giá trên sale xả luôn, gọi là giá thanh lý luôn rồi. 520 ngàn em miễn phí ship. 520 ngàn là bên em miễn phí ship toàn quốc rồi. Và anh em là 3 tháng trên toàn quốc nhá. Anh em sở hữu được một bộ sản phẩm như thế này luôn. Một máy, hai pin, một sạc và một hộp đựng. Động cơ là động cơ có than. Và anh em đặc biệt lưu ý giúp em này, khi mua hàng này, anh em nhớ là khi mà hàng về này, các bác hãy sạc đầy đủ pin. Đấy, sau đó hãy dùng, bởi vì thường thường là pin bên em gửi có đa sự, nói chung là có nhiều cục cũng ngoài rất là ít pin này. Và có nhiều cục thì nói chung có đầy pin. Đấy. Thường thường là cứ nhà máy gửi về nào cho em là bên em đóng hết cho các bác. Như thế chứ em không có sạc đầy trước khi gửi đâu nhá. Để em lưu ý cho anh em luôn. Và anh em cần mà những con mà khoan pin là khoan pin động cơ không than này mà hàng nhỏ gọn thì lên cho em con này. Chuyên cho anh em luôn. Nói chung một số mã bán cực kỳ chạy thì em lên tổng hợp lại cho các bác. Giá rẻ. Rồi, hàng chính hãng ngon luôn, Navara. Navara này, hàng pin 4 cell khoan pin Navara. Con này em còn vài con thôi em sell đốt nhá. Và con này em sell đốt cho anh em luôn. Quá ngon luôn. Đấy, anh em nghe cái tiếng động cơ không than nó khác hẳn luôn. Nghe tiếng động cơ không than nó khác hẳn luôn. Động cơ không than này, hàng khoan hai chức năng, khoan bằng vít và khoan sắt khoan gỗ này. Có cho anh em là 21 cấp trượt, hai chức năng, các bác hai chế độ nhanh chậm anh em điều chỉnh trên máy cho em. Còn cái máy nào thì cũng sẽ để có đèn này và có gọi là công tắc đảo chiều. Con này có cả đèn báo luôn. Rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, rất nhỏ gọn, đầu rất nhỏ gọn luôn anh em nhé. Các bác chuẩn bác thể cao vô tư này, làm gia đình hoặc làm đồ điện tử thì quá ngon luôn. Hàng động cơ không than thì chắc chắn là sẽ, thứ nhất là pin sẽ bền, thứ hai là máy sẽ rất là khỏe. Anh em nghe là tiếng máy nó sẽ khác động cơ có than rất là nhiều nhá. Nói chung là các bác tìm một con nhỏ gọn mà các bác cần
nó không than thì nên con này cho em còn ít em xả nốt cho anh em là 750 nhá. Còn ít em sale xả nốt cho anh em là 750, con này trước là xả bán là 850 anh em ơi. Đó. Miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra hàng trước thanh toán nhá. Một bộ là một máy, hai pin, một sạc này và hộp đựng như trên hình. Hàng Navra là hàng thương hiệu chính hãng rồi. Anh em khỏi phải lăn tăn về chất lượng luôn. Đây là em khẳng định với các bác luôn. Navra em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo lên cho em này. Tiếp theo các bác lên cho em cái máy lớn đi. Những con mà anh em mà em vừa giới thiệu sơ qua, những các bác mà những con máy mà thứ nhất là làm gia đình và thứ hai là làm dùng cho các bác gọi là thợ dùng ít hoặc làm công việc nhẹ nhàng á. Còn tiếp theo này, còn là anh em lên những con máy đồ chuyên dụng cho em, những con máy dành cho thợ chuyên luôn. Đây, trời ơi, con này nó bán chạy quá luôn. Con này còn ít thanh lý nốt cho các bác 750 ngàn. Đấy, quá rẻ quá ngon luôn anh em ơi. Đấy, Hitachi bu lông, bu lông 2 trong 1, bu lông đầu rỗng, vừa có thể xếp màu bu lông, vừa có thể bắn vít bắn tôn được luôn. Có đèn led, có đảo chiều đầy đủ. Đấy, động cơ không chổi than, bảo hành 3 tháng cho anh em luôn. Còn cái chỉ số là 199V hay là 88V hay 129V không cần quan tâm cho em nhé. Pin thực tế của nó đều là từ 18 đến 21V cho em. Hàng động cơ không chổi than. Một bộ sản phẩm sẽ là một máy này, hai pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng, một dây đeo. Đấy, miễn phí tận nhà cho các bác, xả sale xả cho anh em luôn, chỉ với giá là 750 ngàn, miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn cho em nhé. Hitachi bu lông, nói chung là con này các bác mà sửa chữa xe máy, xe đạp điện các kiểu thoải mái luôn. Anh em dùng gia đình mà anh em mà cần một con máy, anh em mà để anh em vừa siết ốc trong nhà này, anh em có thể lôi ra bán vít bán tô được luôn, hoặc là anh em cắm khoan đa năng trực tiếp, các bác khoan tường khoan bê tông, thì triển con này cho em giá vừa rẻ phải chăng. Mà giá này giá thanh lý cho anh em rồi. Con này có hai cái tốc độ nhanh chậm điều chỉnh cho cái máy này. Đấy, tốc chậm này và tốc nhanh này. Quá ngon, hàng Trung Quốc lại một giá 750 là giá thanh lý rồi. Còn bình thường sẽ không có giá này đâu anh em nhé. Đấy, quá ngon luôn. 750 miễn phí ship cho các bác luôn. Nhân hàng kiểm tra thanh toán và hành 3 tháng cho anh em. Tiếp này, lên cho em những con ngon hơn này. Con này thì em bán cực kỳ nhiều rồi. Wow. Con Makita à, con đều quá này. Đều quá 3 đèn, nhái, hàng nhái cao cấp anh em nhé. Hàng nhái đã nhái và nhái cao cấp luôn, chuẩn chuẩn từng cái gọi là cái đường nét cho em luôn, chuẩn từng đường nét anh em nhé. Đều quát 20V XR. Đấy, con này có cái logo XR luôn. Con này con đều quát 3 đèn, có thể bác gọi là 3 đèn, có thể bác gọi là con 887. Ừ, con này nhái cao cấp của con 887 luôn anh em nhé. Nhái cao cấp luôn. Quá đẹp luôn, DCF 887. Rồi, nhìn nói chung là nhiều bác mà còn ít sử dụng máy, các bác có thể nhìn là giống y con máy thật, giống y con hàng chính hãng luôn. Con này là hàng nhái cao cấp luôn cho anh em nhé. Pin là pin xanh của Navara. Bình thường các bác mua sẽ là hàng pin của gọi là pin rẻ nhé. Nhà em pin Navara, đợt trước sẽ là pin xám nhé, còn hiện tại sẽ là pin xanh. Đói, pin xanh nó còn nâng cấp cả pin luôn. Nâng cấp pin gọi là pin xịn, pin ngon hơn. Mà giá thì sale cho anh em rồi. Lô này để em chạy nốt lên cuối là được cái giá này nhá. Lần này thì hộp nó nhỏ hơn anh em nhá. Đây thì hộp nó nhỏ hơn nhưng vẫn là nấc mở bằng kim loại cho anh em, để các bác không sợ bị bung cái nấc nhựa. Bình thường các cái con khác dùng nấc nhựa hay sợ bị bung. Còn nấc kim loại luôn. Con này là hộp nó nhỏ hơn. Hộp nó nhỏ hơn nên giá sale, bởi vì nó đắt hơn cái tiền hộp ấy, rẻ hơn tiền hộp thôi. Thì con này giá sale cho anh em là 1.150.000, miễn phí ship, nhận hàng kiểm tra là đầy đủ. Bảo hành cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc. Con này còn là con đều watt 3 đèn hoặc là con đều watt 887. Đấy, hàng nhái cao cấp quá ngon luôn. Một máy này, một bộ gồm một máy này, hai pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng, một dây đeo. Và bên em có tặng cho anh em là một đầu chuyển vít và một đầu chuyển khoan anh em nhé. Để các bác có thể sử dụng luôn cả chức năng bắn vít và chức năng khoan. Đây, giá là 1.150.000, miễn phí ship. Nói chung là có đều quá thì sẽ có Makita. Nhiều bác thắc mắc là Makita nó gọi là nó đắt hơn hoặc Makita nó chất lượng hơn. Thì em xin đính chính luôn nhá. Cùng một khuôn máy này,
Thứ nhất cùng một khuôn máy, thứ hai là cùng một mẫu sản xuất thì chắc chắn là và cùng một bên bán hàng, chẳng hạn như bên em đó, em đặt cùng một nhà máy thì nó sẽ giống nhau anh em nhé, chất lượng giống nhau anh em yên tâm. Bởi vì hiện tại một số cái gọi là số các cái đơn vị ấy, thì họ sẽ nhập của là hai cái nhà máy khác nhau thì cái pin nó khác nhau, nhà em pin giống nhau luôn. Riêng con đều á, ba đèn và con Makita ba đèn giống nhau nhá, nước vỏ bằng kim loại, để hộp nhỏ hơn nên là gọi là giá ưu đãi cho anh em thôi. Phía trước em bán là 1.250.000 và còn pin rẻ hơn á. Đây, à quên con bu lông, con nào cũng có khẩu 22 đi kèm nhá, em vừa không sợ con kia quên. Đấy, Makita ba đèn con này chất lượng, trời ơi, nhìn nó đã thích rồi. Nhìn thích từ kiểu dáng đến chất lượng rồi. Makita ba đèn hoặc có Makita BL. Đấy. Hàng nhái cao cấp thì quá là ngon rồi, cũng là hai tốc độ cho em nhá. Tốc chậm này, tốc nhanh này. Đấy. Con này anh em bắn vít bắn tô này. Anh em khoan sắt khoan gỗ và bắn bu lông thoải mái vô tư nhá. Các bác muốn gọi là khoan thì các bác cắm trực tiếp mũi khoan nó năng vào, anh em khoan thoải mái cho em. Giá cho các bác là 1.150.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc, ngân hàng kiểm tra hàng chắc thanh toán. Và em có tặng các bác là một đầu chuyển vít và một đầu chuyển khoan anh em nhé. Đấy, rất là ngon luôn. Đằng sau còn có đèn báo pin luôn, đèn báo pin cho anh em nhé. Anh em nhớ là khi mà nhận máy về các bác thử test máy, sau đó các bác sạc đầy cho em sau hãy sử dụng nhé. Nó sẽ bền pin hơn và nó sẽ có pin các bác sử dụng. Còn bình thường pin về đôi khi nhưng có những cục hết pin, có những cục gần hết. Đây, rất là ngon. Tất cả các gọi là sản phẩm hôm nay em sale lên là toàn là hàng gọi là sale cho anh em thôi, toàn hàng sale giá cực kỳ ngọt luôn. Tiếp đến cho em chuyên vít này. Con này thì pin ngon này. Con này thì pin là pin ngon luôn, pin 1600 mAh, pin của Navara và hàng pin xanh em nhé. Anh em nhìn rõ giúp em vậy. Nhà em toàn bộ hàng pin Navara 666, hàng pin chất lượng cho các bác luôn. Đã làm phải làm hàng chất lượng. Đây, nắp pin được đục như thế này. Riêng con đều quá này, à riêng con Makita chuyên vít mới này thì cái pin của nó ngon hơn hẳn anh em nhá, ngon hơn hẳn những con khác này. Con này thì nói chung là em vẫn để giá sale thôi. Xin phép là trong livestream này em để giá sale, trong cái video này em để giá sale cho anh em. Bình thường thì sang thời điểm là tháng 11 này thì em đã bán giá là 1.2 triệu rồi. Nhưng mà hiện tại em sẽ vẫn giữ vững giá sale là 1.150.000 một bộ. Con này con chuyên vít nói chung là cực kỳ là ngon luôn. Khỏi so với những con chuyên vít mà khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu, con này nói chung là đánh bay luôn, đấy em khẳng định luôn nhá. Em bán rất là nhiều rồi. Đây, 20V, pin chuẩn 20V cho anh em. Con này mã nhái cao cấp của con TD172D. Trời ơi, nói chung là máy khỏe, pin ngon, đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đã bảo các bác mua một con rồi sau đó mua 1-2 con luôn, mua tiếp luôn cho em đấy, thật sự luôn, đấy em khẳng định luôn. Bởi vì con này cực kỳ là ngon. Con này thì giá cho bác 1.150.000. Em có tặng là 3 mũi vít và 1 mũi tôn cho anh em luôn nhá. Vít 5 sen, 9 sen, rồi là 15 sen và 1 mũi tôn cho các bác này. Giá là 1.150.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc này. Một máy 2 pin, pin Navara 1600 nhá, pin xanh cho anh em luôn. Đấy. Và tiếp theo những con bán chạy nhất, con 13 ly Makita 13 ly cho em này. Makita 13 ly cho em, con này là con hàng bán gọi là bán chạy nhất bởi vì nó đa di năng. Ba chức năng này, các bác nói chung mà nghe tên gọi đã biết rồi. Con này có 20 cấp trượt, ba chức năng, khoan bắn vít này, khoan sắt khoan gỗ và búa để khoan tường khoan bê tông. Hai cái tốc độ nhanh chậm anh em điều chỉnh trên thân máy cho em. Động cơ là hàng động cơ không chổi than. Đấy. Pin là pin từ 18 đến 21V, còn 199 hay là 10 hay là 119 anh em không quan tâm đâu. Con này nói chung là đa di năng rồi. Các bác mà cần một con máy mà xài tất cả công việc trong gia đình, cần một con máy mà đi xài gọi là đi xài chuyên nghiệp, đi làm công trình, lên con này cho em, triển con này cho em. Giá cho anh em là 1.050.000, đấy là trong video này thôi, còn 20 con thôi. Còn sau là em sẽ gọi là giá sẽ khác, không còn giá này đâu anh em nhé. 1.050.000 miễn phí ship, nhận hàng kiểm tra vô tư. Có tặng anh em là 20 khoan đa năng 68 và một bộ con sâu nhé, 21 chi tiết. Đây, động cơ không chổi than, còn đa di năng nhất này. Đều con nào thì cũng có đèn led đây, có đảo chiều rồi. Hai chức năng là anh em điều chỉnh trên thân máy nhé. Đầu kẹp 13 ly, đầu khoan đầu sắt cho em nhé. Đầu 13 ly đầu sắt cho em, rất là ngon này. Makita 1.050.000. Và
Đề oát này. Đề oát thì cũng thế nhá. Đề oát thì cũng còn là 1.050.000. Nhưng đề oát thì em cũng còn chỉ khoảng 5-7 con thôi. Là hết cái lô cũ này. Sang lô mới là sang giá mới anh em nhá. Nên em nào mà cần, nói chung mà cần thiết thì nhanh tay. Đầu 13 ly đầu sắt cho em. 3 chức năng. Đấy. Hai các tốc độ anh em điều chỉnh trên thân máy nhá. Chứ còn cái dưới này là không có điều chỉnh gì đâu nhá. Không anh em để bảo là thắc mắc là không ấn được. Thì nói chung là em đã lên một số mã gọi là thông dụng nhất hiện nay. Đấy, được rất là nhiều bác khách ưa chuộng và gọi là phản hồi rất là tích cực. Thì anh em nào có những câu đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại ngay tại video hoặc liên hệ trực tiếp của em các số hotline em ghi trên màn hình nhá. Thì em xin kết thúc cái video tại đây. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhá. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.